Các sở ngành địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát các phương án phòng chống dịch của các cơ sở kinh doanh, sản xuất. Đồng thời người dân cần nâng cao ý thức phòng chống dịch, tuân thủ 5K trong tình hình mới để làm điều kiện đưa thành phố về trạng thái bình thường một cách bền vững. Đó là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố với các sở ngành địa phương vào chiều qua. Cùng dự có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương phải quán triệt rõ, sâu, đầy đủ 10 nội dung nêu trong chỉ thị, như là những nguyên tắc để thành phố thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Nhưng trong đó, tôi quán triệt các đồng chí một cái tinh thần của chỉ thị, đó là chúng ta rất là thận trọng, từng bước mở lại các hoạt động. Nhá, các đồng chí nhớ cho là cái cách thức tiếp cận của chỉ thị rồi các cái văn bản hướng dẫn, đó là chúng ta rất là thận trọng và từng bước mở lại các hoạt động. Chúng ta vừa làm, vừa rút kinh nghiệm và phải có cái đánh giá và thực hiện một cách có lộ trình. Tôi xin quán triệt rõ cái nội dung này. Bí thư Thành ủy cũng đề nghị Sở Thông tin Truyền thông giám sát chặt chẽ việc khai báo trên mã QR code của người dân. Đoàn công tác của các sở ngành quận huyện kiểm tra việc thực hiện phương án phòng chống dịch của các cơ sở kinh doanh sản xuất, đồng thời nhấn mạnh khi kiểm tra lần đầu thì nhắc nhở, hướng dẫn là chính. Và nếu tiếp tục không tổ chức thực hiện, không đảm bảo theo quy định thì xử lý nghiêm và tuyệt đối không cho hoạt động. Bí thư Thành ủy kêu gọi người dân khi tham gia các hoạt động tại nơi đông người tự ý thức bảo vệ chính mình và gia đình bằng việc tuân thủ nghiêm quy định 5K, hạn chế tiếp xúc nơi có nguy cơ và sử dụng mã QR code theo đúng quy định. Cái việc chấp hành của người dân là cái yếu tố mang tính quyết định đến cái hiệu quả mà chúng ta thực hiện cái chủ trương mới hiện nay. Và khi chúng ta đảm bảo được cái việc tạo ra cái thói quen và ý thức chấp hành người dân và mỗi cá nhân trong cái công tác phòng chống dịch thì đây sẽ là cái điều kiện để cho chúng ta xem xét nới lỏng và mở tiếp các cái hoạt động tiếp theo. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cho biết hôm nay thành phố bắt đầu nới lỏng thêm nhiều hoạt động, tâm lý nhân dân sẽ thoải mái, song đây mới là điều đáng lo ngại. Chúng ta mở ra chừng nào thì công tác quản lý chúng ta phải yêu cầu cao hơn. Lực lượng tham gia bảo để mà xử lý, quản lý cái này cũng tăng lên. Cho nên đề nghị là các địa phương, các sở ngành chúng ta phải quan tâm. Và như đồng chí Bí thư và đồng chí Phó Bí thư Thường trực cũng nói rõ rồi, đề nghị các đồng chí triển khai một cách cụ thể hai cái văn bản quan trọng này. Trước hết là phải về nhận thức. Là chúng ta chuyển một cái tư duy mới, nhưng mà vẫn mục tiêu là phải đảm bảo công tác phòng chống dịch. Đối với các doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị Ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp kiểm tra các đơn vị doanh nghiệp về phương án phòng chống dịch có tính khả thi hay không, đồng thời đề nghị các ngành địa phương tích cực hỗ trợ cho các doanh nghiệp triển khai thực hiện.